Dự án đập dâng ngăn sông Trà Khúc đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận tỉnh Quảng Ngãi trong thời gian vừa qua. Sau các ý kiến phản biện về hệ lụy của dự án này đến môi trường, dòng chảy, thì mới đây Hội Nghề Cá cũng đã lên tiếng khẳng định nguồn lợi thủy sản sẽ bị ảnh hưởng từ chính dự án này. theo chủ tịch hội nghề cá tỉnh quảng ngãi vị trí quy mô của dự án sẽ gây tác động lớn đến môi trường nguồn lợi thủy sản và đời sống của một bộ phận dân cư hành nghề thủy sản trên đoạn sông trà khúc từ hạ lưu chân đập thạch nham đến cửa đại nhiều tài liệu khoa học đã nghiên cứu khảo sát trong thời gian gần đây cho thấy, vùng hạ lưu sông Trà Khúc, một số loài thủy sản đặc hữu có giá trị kinh tế và thương hiệu sản phẩm truyền thống như cá bống sông Trà, giòn Quảng Ngãi là nguồn thu nhập đáng kể cho hàng trăm hộ dân cư và góp phần cho sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Tuy nhiên, báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc chưa đánh giá được tác động ảnh hưởng của dự án đến toàn bộ môi trường sinh sản sinh trường tự nhiên đến quá trình đánh bắt nuôi trồng chế biến kinh doanh các giống loài thủy đặc sản nước ngọt nước lợ là rất đáng lo ngại